có hơn 200 đảng viên ở thành phố Hồ Chí Minh bị kỷ luật bằng nhiều hình thức trong 6 tháng đầu năm 2018. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vào sáng ngày 23 tháng 7 tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 liên quan tới công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng của ngành kiểm tra đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Được biết trong số 201 trường hợp bị kỷ luật có 154 người bị khiển trách, 37 người bị cảnh cáo, 5 người bị cách chức và 1 người bị khai trừ đảng. Một số quan chức tại thành phố Hồ Chí Minh như ông cựu bí thư Lê Thanh Hải, ông Tất Thành Cang bị cho có những vi phạm về quản lý đất đai dẫn đến khiếu kiện nhưng đến nay vẫn chưa thấy có biện pháp kỷ luật đối với những ông này. Phó giám đốc và 4 cán bộ của Sở Giáo dục Đào tạo Sơn La bị phát hiện có liên quan trong vụ sai phạm điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2018 tại tỉnh này. Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo cho báo giới biết thông tin về nêu tại buổi họp công bố sai phạm điểm thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 ở Sơn La vào ngày 23 tháng 7. Tại buổi họp báo, ông Mai Văn Trinh, trong vai trò là tổ trưởng tổ công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo tại Sơn La, nói rằng cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm trong quy chế thi, đặc biệt là khâu chấm thi có dấu hiệu can thiệp thay đổi điểm thi của thí sinh. Ông Mai Văn Trinh cho biết đã có 12 bài thi chấm điểm lại bị thấp hơn lần đầu, nhưng tổ công tác chưa thể kết luận có bao nhiêu bài thi bị sửa điểm và sửa như thế nào. Tổ công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo tại Sơn La cho biết, xác minh ban đầu phát hiện ông Phạm Xuân Yến, phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Sơn La cùng bốn cán bộ khác của sở này có liên quan đến những sai phạm nêu trên. Tại buổi họp báo trong ngày 23 tháng 7, ông Phạm Văn Thủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cho biết sẽ giải quyết triệt để và minh bạch vụ việc sai phạm quy chế thi. Liên quan đến câu hỏi của báo giới về trách nhiệm của trưởng phòng giáo dục đào tạo Sơn La, Ông Phạm Văn Thủy đã không trả lời câu hỏi này. Trong cùng ngày 23 tháng 7, công an tỉnh Hà Giang bắt tạm giam và khởi tố đối với ông Nguyễn Thanh Hoài, trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục đào tạo Hà Giang về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2018. Ông Nguyễn Thanh Hoài là cấp trên của ông Vũ Trọng Lương, người được xác định đã trực tiếp sửa 330 bài thi của 114 thí sinh tại cụm thi trung học phổ thông tại Hà Giang và đã bị khởi tố bắt tạm giam vào ngày 20 tháng 7. Báo điện tử Việt Nam Net cũng bị phạt với cáo buộc đăng tin dẫn lời Chủ tịch nước Trần Đại Quang đồng ý luật biểu tình. Tin này bị cơ quan chức năng Việt Nam cho là sai sự thật. Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng báo chí thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, vào hôm 20 tháng 7 cho biết, Cục báo chí đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính báo điện tử Việt Nam Net vì đã thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong bài viết dẫn lời Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ông Phúc cho biết, với sai phạm này, báo điện tử Việt Nam Net bị xử phạt số tiền 50 triệu đồng và buộc phải cải chính, xin lỗi đối với thông tin sai sự thật. Cụ thể, theo quyết định xử phạt, báo điện tử Việt Nam Net vào ngày 19 tháng 6 năm 2018 đã đăng bài Chủ tịch nước sẽ báo cáo Quốc hội về luật biểu tình, trong đó có đoạn viết Trước kiến nghị của cử tri về luật biểu tình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đồng ý rằng cần luật biểu tình và sẽ báo cáo Quốc hội về nội dung này. Tuy nhiên, theo cuộc báo chí, tại buổi tiếp xúc cử tri ở thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 19 tháng 6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang không phát biểu câu nói vừa trên. Cùng ngày, có quyết định xử phạt, báo Việt Nam Net cũng đã đăng bài kẻ chính, xin lỗi vì đã đưa tin bị cho là sai sự thật. Kính Hòa và Nam An xin gửi đến bản tin thưa quý vị. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch vào ngày 23 tháng 7 ý ra thông cáo cho biết, trong bản khuyến nghị gửi tới Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc mà tổ chức này đệ nạp, có yêu cầu chính quyền Việt Nam phóng thích toàn bộ tù nhân chính trị và thực thi các cam kết tôn trọng các quyền dân sự và chính trị cơ bản. Việt Nam sẽ đáo hạng phiên kiểm định định kỳ phổ quát toàn cầu UPR của Liên Hợp Quốc vào tháng Giêng năm 2019. Trong đợt UPR năm 2014, Việt Nam đã chấp thuận 182 trên 227 nội dung khuyến nghị của các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, sửa đổi những điều luật về an ninh quốc gia trong bộ luật hình sự cho phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, tháng 6 năm 2017, Việt Nam lại thông qua một bộ luật hình sự sửa đổi, có nội dung nới rộng nữa các trách nhiệm hình sự của các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền, trong đó có các điều khoản mới hình sự hóa các hành vi chuẩn bị phạm tội mà không xác định cụ thể. Ông Phil Robertson, phó giám đốc bang Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch nói rằng, Việt Nam dường như đang thi đua để giành danh hiệu một trong những chính quyền hạ khắc nhất châu Á. Ông lập luận rằng thay vì hủy bỏ hay cải tổ nhiều quy định pháp luật vi phạm nhân quyền cho phù hợp với khuyến nghị của Liên Hiệp Quốc, thì Việt Nam đã làm điều ngược lại là làm lơ quy trình đánh giá của Liên Hiệp Quốc cũng vào năm 2014, Việt Nam chấp thuận các khuyến nghị về bảo đảm quyền tự do báo chí và tự do Internet. Nhưng tháng 6 năm nay, Việt Nam đã thông qua một bộ luật an ninh mạng có nội dung cản trở nghiêm trọng quyền tự do biểu đạt trên mạng. Các quyền tự do, nhóm họp và lập hội cũng bị cản trở nghiêm trọng. Các nhà hoạt động độc lập vì quyền lợi của công nhân như Hoàng Đức Bình và Trương Minh Đức đã bị xử các mức án tù nặng nề. Những kẻ côn đồ lạ mặt tấn công tư gia của các nhà vận động cho quyền lợi người lao động và cựu tù nhân chính trị Đỗ Thị Minh Hạnh mà công an không hề can thiệp. Công an thường xuyên sử dụng vũ lực để giải tán các cuộc biểu tình đông người. Trong đệ nạp gửi tới UPR, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đưa ra các khuyến nghị cụ thể với Việt Nam về việc trả tự do cho tù nhân chính trị và tiến hành cải tổ pháp luật nhằm đảm bảo các quyền tự do biểu đạt, thông tin, lập hội, nhóm họp và tôn giáo và chấm dứt tình trạng bạo hành của công an. Ông Lê Đình Lượng, một nhà hoạt động nhân quyền sẽ bị đưa ra tòa xét xử vào ngày 30 tháng 7 tới đây, sau hơn một năm bị bắt giữ và khởi tố với cáo buộc có hành vi lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự Cũ. Trang Facebook Nguyễn Soan, con dâu của ông Lê Đình Lượng loan tin này hôm 22 tháng 7 và kêu gọi mọi người quan tâm cầu nguyện cho ông Lượng. Vào chiều tối thứ hai, 23 tháng 7, RFA liên lạc với cô Nguyễn Soan, con dâu của ông Lê Đình Lượng, được cô cho biết gia đình cô sẽ đến tham dự phiên tòa vào ngày 30 tháng 7 sắp đến nhưng cô đang lo lắng sẽ bị an ninh ngăn chặn, không cho vào như các phiên tòa xử người bất đồng chính kiến khác. Cô Nguyễn Soan cho biết. Nói chung bây giờ mà có cái mong muốn là bây giờ phiên tòa mà công bằng thì là không có nữa chị. Cái án thì nó đã chuẩn bị sẵn rồi. Thì à, em cũng mong muốn sao mà nghĩa là nó không nó xử bố nhưng mà nó cho gia đình được tham dự đó chị. Cũng theo lời cô Soan, luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Lê Đình Lượng, có một cuộc gặp với ông Lượng vào chiều hôm nay, 23 tháng 7. Khi chúng tôi đăng tin này, cô Nguyễn Soan chưa liên lạc được với luật sư Hòa Huy Sơn để có thông tin về cuộc gặp. Cũng trong ngày hôm nay, 23 tháng 7, phu nhân tù nhân Lương Tâm Nguyễn Văn Oai đi thăm chồng ở đội 3, phần trại số 4, trại giam Gia Trung, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Trả lời đại ác Châu Tự Do vào chiều tối ngày 23 tháng 7, cô Linh Châu cho biết về buổi thăm gặp chồng mình cũng không biết là tình này tương lai sau này thế nào cho nên anh nói bảo là ờ phải mạnh mẹ ơi kéo sạch nghe đi thăm anh ngoài hàng sản để biết tình hình của anh theo lời cô Linh Châu tuy những vật phẩm cô mang vào cho chồng đều bị kiểm tra rất kỹ tuy nhiên tất cả đều được trao tận tay cho ông Nguyễn Văn Oai. Tháng Giêng năm 2018, ông Oai bị tòa phúc thẩm y án 5 năm tù giam và 4 năm quản chế với các cáo buộc vi phạm lệnh quản chế và chống người thi hành công vụ. Lúc đầu ông bị giam giữ tại trại giam công an tỉnh Nghệ An, sau đó bị chuyển đến đội 3 phân trại số 4 trại giam Gia Trung, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Tù nhân Lương Tâm Nguyễn Văn Oai là một người trong nhóm 14 thanh niên công giáo và tinh lành bị cơ quan chức năng Việt Nam bắt vào năm 2011 và bị đưa ra tòa xét xử vào năm 2013 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Hiện tại trại Gia Trung còn có một sư tinh lành Nguyễn Trung Tôn, một thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ bị kết án 12 năm tù trong vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, với luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài cùng với cô Lê Thu Hà và bốn nhà hoạt động ở cả ba miền Việt Nam. Tòa án Nhân dân huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận vào ngày 23 tháng 7 vừa tuyên án phạt đối với 10 người bị cáo buộc gây rối trật tự công cộng khi tham gia cuộc biểu tình phản đối hai dự luật đặc khu và an ninh mạng diễn ra hôm 10 và 11 tháng 6 tại Phan Rí Cửa, tổng mức hình phạt lên tới 27 năm tù. Tin cho biết, hội đồng xét xử huyện Tuy Phong tuyên phạt các anh Phạm Sang và Đỗ Văn Ngọc 3 năm 6 tháng tù, Ngô Văn Đạt và Nguyễn Trương 3 năm tù, Ngô Đức Duyên, Phạm Thanh Nam, Nguyễn Ngọc Sang và Lê Văn Liêm 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Mẹo và Nguyễn Minh Kha 2 năm tù giam. Phan Trí Cửa, Bình Thuận là một trong nhiều tỉnh thành ở Việt Nam diễn ra cuộc tổng biểu tình phản đối dự luật đặc khu và an ninh mạng vào Chủ nhật 10 tháng 6 vừa qua. Truyền thông trong nước dẫn nguồn từ cơ quan chức năng rằng vào sáng ngày 10 tháng 6, người dân tại Tuy Phong, Bình Thuận đã tràn ra đường ngăn chặn xe cộ để phản đối dự luật đặc khu mà Quốc hội khóa 14 đưa ra vào đầu kỳ họp thứ năm diễn ra tại Hà Nội. Đến tối ngày 10 tháng 6, hàng trăm người dân đã tràn vào trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh tại thành phố Phan Thiết, dùng bom xăng phóng hỏa và đập phá. Ngoài ra có nhiều xe hơi và xe gắn máy bị đốt cháy. Công an đã dùng vòi rồng để giải tán đám đông nhưng không thành. Đến rạng sáng ngày 11 tháng 6, công an phải tăng cường lực lượng về giải tán đám đông. Vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, có 7 người trong số tham gia biểu tình tại Bình Thuận vào 2 ngày 10 và 11 tháng 6 bị tòa tuyên án từ 18 tháng tù đến 30 tháng tù giam. Cũng liên quan đến việc xét xử đối tượng được cho là kích động người dân tham gia cuộc biểu tình lớn trên cả nước diễn ra hôm 10 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố 20 người về tội gây rối trực tự công cộng, theo Điều 38 Bộ Luật Hình sự. Theo các trạng đưa ra, vào ngày 10 tháng 6, hàng trăm người dân đã xuống đường mang theo khẩu hiệu với nội dung phản đối hai dự luật đặt khu vãng ninh mạng. Cơ quan chức năng tỉnh này đã bắt tạm giam 52 người và theo truyền thông trong nước, thì sau quá trình điều tra và sàng lọc, cơ quan điều tra chuyển hồ sơ qua viện kiểm sát nhân dân thành phố biên hòa đề nghị truy tố 20 người bị cho là gây rối trật tự nơi công cộng. Chủ tịch nước Việt Nam ông Trần Đại Quang hôm 23 tháng 7 ký quyết định đình chỉ chức vụ bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trương Minh Tuấn. Truyền thông trong nước và quốc tế loan tin này và cùng ngày cho biết ông Trương Minh Tuấn bị cáo buộc có những vi phạm rất nghiêm trọng, làm thất thoát tài sản nhà nước liên quan đến vụ Mobifone mua 95% cổ phần công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu hay truyền hình An Viên. Vào hôm 18 tháng 7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định kỷ luật ông Trương Minh Tuấn bằng cách thức cảnh cáo theo đề nghị của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước đó, hôm 12 tháng 7, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp vừa nêu nhằm đưa ra biện pháp xử lý kỹ thuật ông Tuấn cùng với ông Nguyễn Bắc Son, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông. Thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của công ty An Viên vào năm 2015 được cơ quan chức năng Việt Nam kết luận là gây thiệt hại cho nhà nước hơn 7.000 tỷ đồng và giảm sút hiệu quả kinh doanh của Mobifone từ năm 2016. Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 23 tháng 7 cũng đã có quyết định chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel làm Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ Thông tin và Truyền thông. Báo trong nước loan tin cho biết, ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1962, quê ở Bắc Ninh, tốt nghiệp chuyên ngành điện tử viễn thông ở Liên Xô, có bằng thạc sĩ viễn thông ở Úc và thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Đại học Kinh tế Quốc dân. Được biết, Ông Hùng bắt đầu làm phó giám đốc công ty Viễn thông Quân đội từ năm 2000 và giữ chức phó tổng giám đốc tập đoàn Viettel từ năm 2010. Tháng 3 năm 2014, ông Hùng được bổ nhiệm chức tổng giám đốc Viettel. Vào năm 2016, ông Hùng trúng cử vào ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm ông Hùng giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.